Hello, xin chào mọi người nhé. Lại một cuối tuần nữa rồi các bạn ạ. Bờm thì bây giờ cũng bắt đầu công việc rồi nên là chỉ cuối tuần rảnh thì mới làm được cái clip cho mọi người xem thôi. Thực ra thì lúc nào có thời gian thì làm được các món ăn, còn không thì chủ yếu là đi review một số cái món ăn mà hay ăn để cho mọi người lâu lâu chưa được ăn thì mọi người thấy nhớ thấy thèm. Khi xem lại clip của Bờm thì mọi người thấy thèm và sẽ thúc đẩy mọi người đi ăn thôi nha. Thì Bờm thì cũng rất chi là thích ăn một cái món món lòng lòng lợn đấy các bạn ạ, lòng heo ấy. Đa phần thì người dân Việt Nam thường rất thích món lòng đúng không các bạn? Hôm nay cậu Bờm đi làm về thì có ghé qua cái quán ăn đêm mà Bờm hay ăn ấy, thì mua về và có rủ một vài anh em ngồi làm cốc bia cho đỡ buồn. Cuối tuần mà thì mai cũng phải đi làm nên là được nghỉ nên là mà có thể uống bia uống rượu được một chút, nhưng mà uống chút út chút thôi mọi người nhá. Uống ít thôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt đấy. Ok nhá, bây giờ sẽ review những cái đồ hôm nay bờ mua cho mọi người xem nhá. Ok, chiu chiu đấy, nhắc đến lòng là phải có lòng các bạn nhá. Đó, ngon không? Đấy, rồi ôi, nhìn thèm quá đi. Đây là cái quán lòng mà thực sự là ăn rất chi là ngon luôn. Đó, nếu mà trời mà không lạnh lạnh một tí thì cậu Bờm có thể mua thêm cả tiết canh nhé các bạn ạ. Nhưng mà tại vì trời lạnh nhá, sợ ăn tiết canh nó không tốt cho bụng dạ lắm. Các bạn nhìn ngon này. Nhìn này, đấy, cái miếng ruột non nó dày này. Đấy, cái miếng ruột non nó dày này, có thêm một chút mỡ này, cái mỡ ruột này thì ăn nó không đấy đâu. Đó, xong là gan này, miếng dồi này, đây là dồi có nhân các bạn nhá, không phải dồi tiết đâu. Đây này, nhìn thấy miếng lòng này, làm miếng các bạn, nó tan. Bơm sẽ để này ăn luôn các bạn ạ. Thực ra thì bỏ ra bát ra đĩa cũng được rồi, nhưng mà chót mua cái này về rồi thì để luôn cái này thì nó sẽ đỡ phải rửa bát. Một món các bạn nhá. Đó, thèm không? Cái gan này thì nó hồng hào các bạn ạ. Đấy, gan này rất là ngon đấy, con lợn này chắc là khỏe. Cái gan nào mà nó thâm thâm đen đen ấy thì chúng ta cứ hạn chế mua các bạn nhá. Ruột ngon lắm các bạn. Nhìn này, cái miếng này này. Uầy, các bạn nhìn thấy không? Bao phê luôn nhỉ. Đấy, xong một món nhá. Đây là cái đĩa thứ hai các bạn nhá. Đó, ở kia thì cái đĩa này là có lòng rồi với gan rồi, thì cái đĩa này nó có này. Đây là thịt cuống họng các bạn này. Đó, mua lòng này chúng ta phải mua đủ nhá, thịt cuống họng này. Rồi đây là dạ dày này. Đấy, các bạn nhìn thấy dạ dày này, cái dạ dày nó dày chưa? Dạ dày dày không? Đó, đây này. Đây, dạ dày này. Xong rồi cả một cái khấu đuôi này, chôn chê này, đấy. Cái lòng già luộc này các bạn nhá. Đó. Ngon không? Nếu mà các bạn thích ăn thì mua thêm một chút thịt dài nữa. Đó, nó sẽ là đầy đủ luôn. Wow, các bạn nhìn này, miếng ruột non này, vẫn khoái cái miếng ruột non này, ăn nó không dai đâu, nó giòn. Dạ dày cũng ngon, nhìn này. Đây, các bạn nhìn dạ dày ngon không? Review trước anh em ấy. Giòn tan các bạn ạ. Nếu mà lòng nào các bạn không biết mua ấy, thì nó sẽ dai dai á, những cái này cực kỳ ngon rồi. Đó. Làm hai đĩa đầy áp bu này. Đây, món thứ ba nha các bạn nè. Đó, thằng em mình thì nó thích ăn bánh cuốn các bạn ạ. Đó, ở chỗ quán lòng này thì lại bán cả bánh cuốn. Nó sẽ mua bánh cuốn về nhưng mà nó lại vẫn ăn truyền thống là bánh cuốn chả. Đây là chả giò. Đó, chả giò chả quế này các bạn, ta sẽ xem cái miếng bánh cuốn không. Bánh cuốn này chắc là bánh cuốn làm máy rồi chứ không phải làm tay đâu. Để bán đây là quán chuyên nhậu, quán lòng thì người ta không có thời gian làm em các bạn. Đó, ok rồi. Đó.
này thì họ cũng cho cái nước chấm này các bạn này. Đấy, nước chấm là có hành này, ớt này. Đó. Thì thường là cậu Bờm thích ăn, Bờm thì hay thích ăn chấm cả muối nữa. Lát nữa thì làm thêm muối, muối tiêu chanh. Nhưng mà nếu lười thì thôi, còn không thì cứ chấm cái nước mắm này, người ta làm cũng rất là ngon các bạn ạ. Ngoài đồ ăn ngon thì cái nước dùng cái nước chấm ấy, cũng là một trong những cái mà nó tạo nên cái thương hiệu cho các cái cửa hàng này các bạn ạ. Mình đi ăn thì hay ăn chỗ quán quen lắm các bạn. Quán quen nó được tạo cảm giác thân thuộc này. Xong rồi làm cái đồ ăn nó cũng đảm bảo, mình ăn lâu rồi đảm bảo đấy. Xong rồi giá cả giá cả nó cũng phù hợp các bạn ạ, ít khi bị chặt chém đúng không các bạn. Đó đây. Và không thể thiếu là thực ra thì vẫn thích tìm các đồ ăn mới, nhưng mà những cái quán, những cái đồ ăn mà mình đã ăn rồi các bạn thì chúng ta nên tìm các cái quán quen. Đó, chúng ta thưởng thức thì nó vẫn đảm bảo hơn. Chúng ta về rất nhiều yếu tố luôn đúng không, trong đó có yếu tố tài chính kinh tế nữa các bạn ạ. Đấy. Ăn điếm này là ổn rồi đúng không các bạn. Mua cái này thì hết khoảng 200k các bạn nhé. Lòng thì hết khoảng 160k. Lòng hết 160k các bạn nhé. Cái này nó rơi vào hơn 1 kg ấy. Mà các bạn được ăn cái gì các bạn chọn cái đấy nhá. Nếu thích ăn lòng nhiều thì mua lòng, thích ăn ruột non nhiều thì mua ruột non nhiều. Người ta sẽ cắt theo cái yêu cầu của các bạn. Cộng với khoảng 40.000 bánh cuốn nữa. Tròn 200k. Hơn 200 chút nhưng mà anh chủ quán anh lấy 200 các bạn. Quá đúng không? Rồi, ơi, nhìn đã thèm rồi. Đây này các bạn này. Rau sống ở đây nó cũng tươi xanh mà. Đó, đã thích luôn. Bây giờ cậu Bơm sẽ làm miếng. Rồi, các bạn nhìn này. Wow. Đấy, cái miếng lòng nó dày này. Rồi. Miếng lòng nó dày ngon không? Đấy, sẽ làm cái miếng lòng dày này các bạn này. Chấm vào nước mắm này này. Hóa. Ngon quá mà. Quá ngon luôn. Ở phê nha. Các bạn nào ở thành phố Ninh Bình thì các bạn hãy đến quán Thảo Nguyên nhá, đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, đường Xuân Thành, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Đấy, địa chỉ ăn uống uy tín luôn, rất nhiều món luôn, từ vịt gà, cháo ngan, cháo vịt, rồi tiết canh, đấy, tiết canh vịt, tiết canh dê, lòng có nhá, cháo lòng, bánh cuốn, nói chung là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, uy tín, chất lượng. Chủ quán thì nhiệt tình luôn. Mang rượu ngon là đãi khách luôn các bạn ạ. Uy tín lắm. Rồi, ăn thử miếng dồi xem con các bạn mở. Đây, miếng dồi này. Dồi này thì mình ra quán thì đứng mùi anh toàn cắt cho ăn các bạn ạ. Anh làm rồi này thì nhân nó vừa, mỡ nó cũng không nhiều lắm, ăn nó sẽ không bị ngán. Nhiều rau tiết vừa phải, cũng đậm đà. Các bạn có thể không chấm cũng được, nói chung rất uy tín. Làm mình có ngọng các bạn ạ. Ôi trời, mặn rồi. Ăn mặn đẻ con trai các bạn ạ. Ông cha ta nói thế nhưng bây giờ ăn mặn là hại thận lắm. Ngon
nó tan. Quán lên luôn. Rồi ok nha. Bây giờ cậu bé sẽ đi lấy tí bia tí rượu thôi. À, cùng anh em nhậu thôi. Cũng muộn rồi, bây giờ cũng 7 8 giờ tối, 8 giờ tối rồi các bạn ạ. Ăn giờ cũng là muộn muộn rồi đấy. Rồi nha, cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Bờm nhá. Bờm có thời gian thì sẽ làm và cũng sẽ review thêm nhiều cái đồ ăn, có thể là mua về nhà hoặc là ra quán các bạn nhé. Thì các bạn nhớ ủng hộ Bờm nhiều hơn. Ok. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye 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 bye.